Sau cơn mưa trời lại nắng này các bạn này. Ngày hôm qua mình quay video thì trời mưa, thì cái cây ngô phun thuốc cỏ nó tươi được mấy cái lá búp. Thế còn đến hôm nay thì nó nắng lên thì nó lại như thế này đấy các bạn ạ. Đấy, cây ngô không phải là bé nha các bạn nhé, rất là cao. Xem nào, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 lá và một búp các bạn ạ. 12 lá và một búp thì hôm là phun thuốc cỏ thì nó đã là 9, 10 lá rồi. Hôm ngày hôm nay là ngày thứ 6 các bạn ạ. Cỏ thì chết, mà ngô thì các bạn nhìn này, liệu còn sự sống nữa không các bạn? Đấy, phun thuốc cỏ ngô lợi bất cập hại nó ở chỗ này. Video trước mình đã chia sẻ là hôm ấy là vào trời mưa thì những cái lá búp của nó thì tươi, còn cái lá chân của nó thì vàng. Nhưng đến bây giờ thì giữa trời nắng, sau cơn mưa trời lại nắng, nắng lên là mình lại ra đồng mình quay cho các bạn xem. Các bạn nhìn cây ngô này liệu còn sự sống nữa không? Chán quá các bạn ạ. Nếu như mà các bạn mà bảo tôi là âm lịch không phun thuốc cỏ ngô, tự đi mà nhổ, thì mồ hôi công sức của người nông thôn thì nó quá âm lịch. Nhưng mà đến bây giờ mà các bạn nhìn thấy cái bãi ngô này á, thì hỏi rằng các bạn có muốn phun thuốc cỏ hay không? Tiền mất, tật lại nặng thêm. Nếu mà cỏ chết, không còn ngô nữa thì các bạn ơi, các bạn phun để làm gì? Thôi thì tôi chịu khó tôi nhổ cỏ, tôi chăm sóc, bao nhiêu công. Chăm được cây ngô như thế này không phải chuyện đơn giản đâu các bạn ạ. Nào thì tiền giống, tiền phân bón lót, tiền phân bón thúc này là 2 lượt đạm và 1 lượt phân bón lót rồi, là 3 lượt bón rồi các bạn ạ. Lại còn mấy lượt phun thuốc sâu nữa. Đến bây giờ phun thuốc cỏ mà nó lại như thế này thì u là trời. Mong các nhà sáng chế khoa học kỹ thuật hãy có tâm một chút nhé. Như thế này chỉ khổ người nông dân chúng tôi thôi. Thật sự là thiệt thòi vẫn là người nông dân chúng tôi các bạn ạ. Và đây liền bờ này. Đấy, vườn ngô của người ta không phun này. Người ta tự xới này. Cũng là nắng nha các bạn nha. Đấy, bên cạnh nữa kìa. Và đây, mình quay. Nhân chứng cho các bạn xem chứ không bảo là trời nắng hay trời mưa ngô bị thế nào. Ba cái ruộng ngô này trồng cùng nhau, cùng một giống ngô. Đấy, bên này các bạn nhìn nó tươi tỉnh thế này cơ mà, không phun thuốc. Và bên này cũng tươi tỉnh thế này cơ mà, không phun thuốc. Đấy, và liền bờ này các bạn. Đó, đó các bạn ơi. Nên là chỉ khổ người nông dân chúng tôi thôi. Các đại lý người ta cũng vô can, đại lý người ta cũng chỉ có nhập vào người ta bán kiếm lời thôi. Chứ đại lý người ta không sản xuất mà người ta cũng không biết, người ta chỉ biết bán thôi. Nên là mong các nhà có chức trách hãy kiểm tra trước khi tung ra thị trường để cho người nông dân chúng tôi đỡ khổ. Đấy. Liền bờ nha các bạn nha. Đấy. Đau xót cho một gia đình nhà này có 2 đám ngô thì mua thuốc về phun cả 2, dính cả 2 các bạn ạ. Đây là một đám và tí ra kia mình chia sẻ cho một đám nữa. Đấy, liền bờ. Ngô của người ta như thế này cơ mà, không phun thuốc nhá. Đấy, tươi tỉnh, đẹp như thế này cơ mà, có làm sao đâu. Đấy. Thôi thì khoa học kỹ thuật gì chăng nữa thì cũng phải đảm bảo cho người dân, muốn cho người dân tin tưởng, tin dùng, muốn cho sự nghiệp phát triển thì các bạn hãy lấy chữ tín làm đầu nhé.
các nhà khoa học sáng chế nhé. Đấy. Đi vào vườn ngô của bà con, không phun thuốc thì nó đẹp như thế này, tươi tỉnh. Đấy, đây là các bạn này, đây là đám ngô hôm qua mình quay cho các bạn xem này. Đấy, nếu như mà là mình không quay trực tiếp cho các bạn xem thế này thì các bạn, nếu nói ra thì các bạn lại bảo là lý do tại sao. Đấy, một gia đình mua lọ thuốc về coi như là phun, khỏi phải nhổ cỏ, khỏi phải thu ngô luôn các bạn ạ. Ây giời ơi. Ây. Này hỏi rằng chúng tôi còn nên tin tưởng vào khoa học kỹ thuật nữa không hả các bạn ơi? Còn nên tin tưởng vào khoa học kỹ thuật không hả các bạn ơi? Như những cây này, những cái bãi này thì các bạn hỏi các bạn rằng là liệu rằng còn tương lai nữa không? Nắng lên là thế này đấy các bạn ạ. Như hôm qua mình quay cho các bạn xem á, nó mưa thì là nó tươi tươi một tí. Ở đây, liền bờ nhá các bạn nhá. Đây. Đám này thì là phun thuốc này. Đấy, đám này thì không phun thuốc này. Không phun thuốc cỏ này. Đấy các bạn ơi. Đấy. Bạn xem nhá. Thế này có phải là làm thì láo, báo cáo thì vang không? Tôi nói thì hơi quá đáng. Thế nhưng mà các vị bảo là phun thuốc thì cho ngô. Đấy. Bảo vệ cây ngô. Mà đây các bạn bảo bảo vệ thế này. Bảo vệ thế này. Hỏi rằng người nông dân chúng tôi liệu còn lòng tin nữa không? Chúng tôi chỉ có biết bỏ tiền ra mua xong bắt đầu là về sử dụng, đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng. Mà đây, sử dụng như thế này thì. Và mình cũng chia sẻ đến đây thôi. Thật sự là mình chán rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin hẹn gặp lại các bạn ở những chia sẻ tiếp theo.